cải xào các bạn ơi, bắp cải xào với tôm mực. Cơm nè các bạn ơi, hũ mắm cá cơm nè các bạn. Cái này nó nêm sẵn rồi các bạn. Chén chút nước. Ăn nhiều là chế nhiều các bạn ơi. Chơi nhiều ra nó hôi chó. Rồi, nước cơm đơn giản của mình cho đâu các bạn. Bắp cải xào xào tôm mực. Bắp cải xào mực các bạn. Cái này là mắm cá cơm, mời các bạn nha. Mắm mình vừa ăn các bạn, nó làm ngọt ngọt cay cay. Trời nó đi gió các bạn. Gió quá trời gió các bạn.
Không có cơm này làm sạch lắm các bạn. Có nhiều chỗ làm để đầu luôn các bạn. Nhưng mà chỗ này nó làm sạch lắm các bạn. No các bạn ơi. No. Tôi chia sẻ với các bạn bữa cơm trưa nha, một chút thôi nha. Kỳ quá. Chào các bạn nha.